Thái gì bố? Dạ chẳng lẽ mà chúng ta còn phát tâm thế này mà chúng ta lại ớt cái chương trình xa nhà thì nó sẽ không còn cái khí thế là vui và thân mật nữa cái gì đó, thấy chưa? Chơi hết quyền đức đăng ký này kìa. Và cái đúng rồi, tiếng hát nam ca sĩ Khánh Minh. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến với tiếng hát của ai đó, chứ người chụp hình hoặc quay phim thì đừng có mong mình đá lộn sân mình lên sân khấu làm cái gì. Công việc của mình là phải làm công việc của mình thôi. Hai lần về rồi. Hai lần về rồi cả nhà ơi. Ai có bưng thấy hụ nè. Xỉn luôn rồi. Xỉn chết rồi. Thưa quý vị, và hôm nay thì sinh nhật của cháu của chính, nói chung là một người già rất là thân tươi với các bạn 89 năm nay rồi. Các bạn xin thay mặt tất cả các anh em nghe.